Hello hello, xin chào mọi người, annyeonghaseyo. Gia đình mình là Mango, Lee và Jun. Hôm nay tụi mình sẽ đi Vincom ăn tối với lại mẹ nè và gia đình em trai, em dâu của mình. Tụi mình đi Vincom ăn lẩu nha. Đến nơi rồi thì đầu tiên là tụi mình sẽ đi mua giày cho mẹ. Mẹ của mình thì chân rất là nhỏ luôn cho nên là lựa giày khó. Mẹ thích thoải mái cho nên là mình sẽ mua một đôi giày bệt cho mẹ. Thì giày ở đây thì mình thấy giá cả khá là phải chăng nè, và có nhiều mẫu cũng rất là xinh nữa. Mẹ mình chọn được một đôi rồi, bây giờ mình tới mình thanh toán nè. Đôi này cũng không quá đắt đâu mọi người, tầm khoảng 2 triệu mấy, và mình sale còn 1 triệu mấy thôi á. Bây giờ tụi mình đi ăn lẩu mang qua nha. Đây là lần đầu tiên mà mẹ đi ăn ở đây. Đó, ở đây thì mọi người tự pha nước chấm này, nhiều đồ ăn kèm cũng ngon, đồ tráng miệng cũng ok. Tới đoạn này là kiểu mình ru để cho ổng ngủ nhưng mà ổng vẫn không chịu ngủ. Kiểu nhìn láo liên xung quanh đó mọi người. Sau này đưa cho bà ngoại bồng nè. Nóng quá cho nên là mình cột tóc lên. Ở ngoài lạnh nhưng mà ở trong món lẩu thì khá là nóng á. Đây là em dâu mình, đây là cháu trai của mình nha. Các bạn nhà Mango cười sảng khoái lắm. Mỗi lần mà ổng cười thấy đã luôn á. Trời, da hôm nay trộn vía mọi người ơi. Mọi người thấy ai xa xa đó không? Ông Jun đó. Ông đang cầm một cái dĩa kem siêu bự luôn. Ông đi buffet, ông chỉ thích ăn kem thôi. Ăn hai dĩa kem xong no nê rồi về. Đoạn này thì cho ông Mango vào ghế của em bé ngồi. Trời, Mango này là được 7 tháng rồi đó mọi người. Nhìn nhìn dạng dã man luôn. Nước lẩu ra rồi nè. Mình thấy nước lẩu ở đây ngon. Cộng với đồ ăn thì tươi, ngon, phục vụ cũng nhanh nữa. Ông Mango ngủ rồi. Ba đi mua đồ ăn vặt về cho nên là xong ngủ mất tiêu. Cái dĩa kèm thứ hai của ông Jun đó mọi người. Trời, ông đi ăn buffet chỗ này là lỗ chết luôn á. Ăn đúng hai dĩa kem xong là thấy no luôn. Mình cũng ăn tráng miệng nè. Mình rất là thích kem matcha để cho mọi người. Mình thấy ngọt vừa phải và cái mùi mặn matcha nó không bị gắt á. Mà ăn thì ngon. Nhầm. Rồi tụi mình ăn xong chuẩn bị đi về. Đi về rồi ông Jun pha một bình sữa cho Mango uống rồi mình chuẩn bị đi ngủ. À mà chưa ngủ được đâu. Nhà mình buổi tối thì sẽ quay quần chơi như thế này. Rất là vui luôn. Cảm ơn mọi người nha.